Kình Ngư Huy Hoàng lý giải việc chỉ giành huy chương đồng nội dung 200m tự do. Nguyễn Huy Hoàng là niềm hy vọng giành huy chương vàng duy nhất của bơi Việt Nam trong ngày 9 tháng 5, khi hầu hết các đồng đội của anh đều không thi đấu ở các nội dung trước đó. Tuy nhiên, anh chỉ giành được huy chương đồng. Nguyễn Huy Hoàng bước vào thi đấu nội dung 200m tự do nam vốn không phải sở trường, thi đấu cùng anh còn có người đồng đội Ngô Đình Chuyên. Trong 150m đầu tiên, Nguyễn Huy Hoàng chỉ cố bám sát các đối thủ được đánh giá cao hơn ở nội dung 200m và trong 50m cuối cùng. Anh bung sức để chạm đích thứ 3 với thành tích 1 phút 49 giây 31 giành huy chương đồng. Trong khi đó, Kình Ngư người Malaysia Hao Jin đã có cú tăng tốc ngoạn mục để chạm đích đầu tiên với thành tích 1 phút 48 giây 91. Ngô Đình Chuyên chỉ xếp thứ 7 ở nội dung này với thành tích 1 phút 51 giây 91. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Kình Ngư Huy Hoàng cho biết, tôi cảm thấy khá hài lòng với thành tích này vì đây không phải là cự ly sở trường của tôi. Ngày hôm nay, tôi lựa chọn chiến thuật giữ sức trong 150m đầu tiên vì tôi thi đấu ở cự ly dài, nên có khả năng tăng tốc ở những mét cuối cùng và điều đó đã giúp tôi giành được huy chương đồng ở nội dung này. Cũng trong ngày thi đấu 9 tháng 5, hai vận động viên điền kinh Đỗ Quốc Luật và Lê Văn Thao đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 5.000m nam mà Nguyễn Văn Lai giành được ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà khi bị các đối thủ bỏ xa trong những vòng đấu cuối. Cũng như nhìn vận động viên Kiran Chanchivech của Thái Lan giành huy chương vàng ở nội dung này. Thành tích của Đỗ Quốc Luật là 15 phút 17 giây, còn Lê Văn Thao là 15 phút 37 giây. Kiran Chanchivech đã không thể thi đấu ở SEA Games năm ngoái vì bất ngờ gặp chấn thương, nhưng tại SEA Games 32, vận động viên này đã thi đấu xuất sắc để giành huy chương vàng. Trong khi đó, sau khi giành tấm huy chương vàng nội dung 4x400m hỗn hợp ngày 8 tháng 5, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền cùng người đồng đội Nguyễn Thị Hằng tự tin bước vào thi đấu ở nội dung 400m nữ ngày 9 tháng 5. Trong hơn 200m đầu tiên, Nguyễn Thị Huyền đã luôn duy trì được vị trí dẫn đầu, nhưng trong khoảng 100m cuối cùng, vận động viên người Malaysia Valabuzi đã có cú nước rút ngoạn mục để về đích đầu tiên với thành tích 52 giây 53. Bỏ xa Nguyễn Thị Huyền ở vị trí thứ hai đến hơn 1m khi cô chỉ đạt thành tích 53 giây 27 và không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Nguyễn Thị Hằng về đích thứ ba với thành tích 53 giây 84. Ở nội dung 400m nam, hai vận động viên điền kinh Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn, những người góp công lớn trong chiếc huy chương vàng ở nội dung 4x400m hỗn hợp, đều không thi đấu thành công khi chỉ về đích ở vị trí thứ 6 và thứ 8. Ở nội dung này, vận động viên người Malaysia Osman giành huy chương vàng với thành tích 46 giây 34, các vị trí tiếp theo thuộc về hai vận động viên người Philippines. Ở nội dung nhảy cao nữ, Phạm Thị Diễm cũng không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được năm ngoái khi chỉ đạt thành tích 1m77. Kém vận động viên Thái Lan Thalada Thongchonvulut với thành tích 1m79 và chấp nhận giành huy chương bạc.